Kính thưa quý vị, đạo thờ mẫu là một sinh hoạt văn hóa tâm linh của người Việt. Để phụng sự và tôn vinh tín ngưỡng này, có một dòng nghệ thuật hát dân gian rất đặc sắc. Hát chầu văn trong hầu bóng, mang đậm màu sắc diễn sướng tâm linh, thật rộn ràng, huyền ảo và cũng rất thanh cao. Nó giúp cho con người thoát đi những trần tục để hướng tới cái tâm, cái thiện. Tổ tiên vua
trong công đức tu tinh thần, vằng vặc ngàn xưa con nhớ cầu ấm ma thời nguyên xưa. Con nhớ câu ấm ma thủy nguyên xưa, ngọn mà không gốc nơi cơ đồ vững sao. Nhớ tổ tiên đời đời hương khói cửa họ ta, dòng dõi châm oanh tới ngày nay, nức tiếng thơm dành. Ngày hôm nay nức tiếng thơm danh, ơn ai vun rơi cho cành nở hoa. Đức sáng rọi sơn hà cầm tu đức sáng cùng, vũ trụ bao la này ơn nhờ sáng rọi lòng. Sáng rọi lòng ta ơn dòng sữa mẹ không cha ai từng thuyền cập bến, nhờ tay người lái ơn mở đường dẫn nghe lối. Từ xưa con nhớ ơn ông bánh tổ cao dày. Con nhớ ơn ông bánh tổ cao dày, nhờ ơn có tổ như cây có cành. Tuy không được trường sinh vinh kế cũng mở đường, thế hệ mai sau có trăm năm một cuộc bể. Ngày mùng ba tháng thìn giờ dần, mùng ba
đôi 11 tuổi mẫu sẽ duyên đây phàm trần chiến tan hải ngàn tôi điệt minh vương ra vương từ hồ đường vô hương chi tâm tâm vương nhất du biên thập phương lô điệt minh vương chi tâm kim vương tam bồ nhang vân cái bồ tát ma tát là bồ nhang vân cái bồ tát ma tát tam bồ nhang vân cái bồ tát ma tát sơ là thanh gia để tam bồ thanh tiên cũng thỉnh mời tài nghệ phát tây cung giang thập phương hòa loài đắc thành cương nhất phú nhân thập phương đô nhiệt quý vương chi tâm kim cương tam bồ nhang vân cái bồ tát ma tát tam bồ nhang vân cái bồ tát ma tát tam bồ nhang vân cái bồ tát ma tát sơ đồ an thanh lãnh gia văn võ quân văn trần triều thánh giá để nhất chúa thiên cung thỉnh mời để nhất chúa thiên tỳ thiên đệ nhất lại lập chuông về ý. Biển đề tối linh trên tây thiên tam đảo xanh ý à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dạo chơi lo nước nỡ đôi lời. Khi sang cao bạc kìm lúc ngang trời nguyệt hồ, con phép mà chúa giáng kinh đồ ý. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin Chúa bà chỉ
Yeah.
công lực cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thay đổi con kia sống cùng đôi bên già hào.
gậy son chú dựng phía sau là đầu với đại tổ cao. Thank you.
Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vâng sắc tăng in dày cứu thế đồng hồ dân dân sắc dầu người ba thương đẳng linh thần hòa chung nghi
giang sơn nề bát ngát nề ý không nghĩ đâu bằng phố cát nề đâu nghĩ lại đá lộ sổ nước chảy làm sàn trên đỉnh đỉnh thượng tung reo ngây ngây như đỉnh sông
Thank you.
mạng triều sau làm tôi ông thánh suốt đời thành tâm. Ta cho đẹp trong gia chung được cắt dây âm phủ dũ tội trần gian, ta cho các ứng các tiệc lên danh lên diệt lên phúc lên thần để báo hiếu phục dưỡng. Ta cho bàn tay trái để tấu đối bàn tay phải, vò cho nên phúc lên phần lên nhà lên cửa ha. Ta thương dưới ta ngày nay ta úp đầu bóng lý, ta trách cho tất cả các con đồng thanh đồng thủ nha. Ta giáng ngự bóng đồng không một lời kêu tiếng khấn để ta đứng đồng ngồi lại. Thank you.
quyền tay chúng hương phép màu quan ni tối tú anh linh linh lệnh lệnh ở truyền đề thoại bộ chữ di chỉ để tái sáng lên biển trần ra Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
số tử linh trên đời. Một tay quan thiên chết đi không sai, đạo Phật thi truyền giảng.
dịp cầu đem bác mi sông Ngân Hà liệt hà tính đỉnh đầu bày ra ngang Sơ loan thanh giang.